Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022 gồm có: trước hết là Thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, kế đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha, và cuối cùng là một bước từng bước truyện ngắn Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi Thánh lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 1 đầu năm 2022, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ trọng thể Đức Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với đông đảo các tín hữu. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến hành động của Đức Mẹ trước những biến cố bất ngờ xảy đến, đó là ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đây là dấu hiệu của một đức tin trưởng thành. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói: Pastori trovano Maria Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. Những người chăn chiên gặp thấy Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Máng cỏ là một dấu hiệu vui mừng cho những người chăn chiên. Nó xác nhận những gì họ đã nghe được từ Thiên Thần, đó là nơi họ tìm thấy đấng cứu thế. Và đó cũng là bằng chứng rằng Thiên Chúa đang ở bên cạnh họ, Ngài sinh ra trong máng cỏ, một vật dụng mà họ biết rõ. Như vậy, chứng tỏ rằng Ngài gần gũi và thân thuộc. Nhưng máng cỏ cũng là một dấu hiệu vui mừng cho chúng ta. Chúa Giêsu chạm đến trái tim chúng ta bằng cách sinh ra nhỏ bé và nghèo khó. Người gợi lên nơi chúng ta tình yêu vượt trên sợ hãi. Máng cỏ tin báo cho chúng ta rằng người trở nên lương thực cho chúng ta, và sự nghèo khó của người là một tin mừng cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho những người bên lề, những người bị loại trừ, cho những người chẳng được thế giới biết đến. Chúa đến đó, người không có con đường ưu tiên, thậm chí không có một cái nôi. Đây là vẻ đẹp khi nhìn thấy người nằm trong máng cỏ. Nhưng đối với Đức Maria, mẹ thánh của Thiên Chúa thì không như vậy. Mẹ đã phải chịu một cú sốc của máng cỏ. Mẹ, trước cả các mục đồng, cũng đã nhận được lời loan báo của Thiên Thần với những lời loan báo rất long trọng về ngai vàng vua David. Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Và bây giờ mẹ phải đặt con vào một máng đựng thức ăn cho súc vật. Làm sao có thể dung hòa giữa ngai vàng và máng cỏ tội nghiệp? Làm thế nào để dung hòa giữa vinh quang của đấng tối cao và sự khốn khổ của trùng vật? Chúng ta hãy nghĩ đến nỗi khổ của mẹ Thiên Chúa. Còn gì khổ hơn đối với một người mẹ khi nhìn thấy con mình phải chịu khốn khó? Hãy để mình cảm nhận nỗi khốn khổ này. Người ta cũng không thể trách móc mẹ Maria nếu mẹ phàn nàn về tất cả sự hoang tàn không mong đợi đó. Nhưng mẹ đã không để mất tinh thần. Mẹ không buông xả, nhưng im lặng. Mẹ chọn một lối khác ngược với phàn nàn. Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là cách hành động khác với cách thức của các mục đồng và dân chúng. Họ kể cho mọi người nghe những gì họ đã thấy. Thiên Thần hiện ra lúc nửa đêm, những lời loan báo về Hài Nhi. Và dân chúng, khi nghe những điều này thì hết sức kinh ngạc, lời nói và kinh ngạc. Ngược lại, mẹ Maria vẫn trầm tư, mẹ ghi nhớ và suy nghĩ lại trong lòng. Đó là hai thái độ khác nhau mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy nơi chúng ta. Câu chuyện và sự kinh ngạc của những người chăn chiên nhắc nhớ tình trạng những bước khởi đầu của đức tin. Ở đó, mọi thứ thật dễ dàng và đơn giản. Chúng ta vui mừng bởi sự mới mẻ của Thiên Chúa đi vào cuộc đời chúng ta, mang lại một bầu khí kỳ diệu cho mọi khía cạnh cuộc sống chúng ta. Trong khi thái độ suy gẫm của mẹ Maria là biểu hiện của một đức tin trưởng thành, chín chắn, không phải của người mới khởi đầu, của một đức tin không chỉ mới được sinh ra, nhưng của một đức tin sinh hoa trái. Bởi vì sự phong nhiêu thiêng liêng cần phải qua thử thách. Từ sự yên tĩnh của Nazareth và những lời hứa vẻ vang nhận được từ Thiên Thần, từ bước khởi đầu, mẹ Maria giờ đây đang ở trong chuồng vật tối tăm của Bethlehem. Nhưng đó là nơi Chúa ban cho thế giới, và trong khi những người khác đứng trước cú sốc của máng cỏ thì thất vọng, còn mẹ thì không. Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta học nơi mẹ Thiên Chúa thái độ này, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng, bởi vì chúng ta cũng có lúc phải đối diện với cú sốc của máng cỏ. Chúng ta hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, nhưng rồi một vấn đề không mong đợi đến, như thể tiếng sét ầm vang phát ra từ một bầu trời quang đãng, và một cú va chạm đau đớn diễn ra giữa kỳ vọng và thực tế. Điều này cũng xảy ra với đức tin, khi niềm vui của tin mừng bị đặt vào thử thách bởi những hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta gặp trên hành trình. Nhưng hôm nay, mẹ Thiên Chúa dạy chúng ta rút ra ích lợi từ tác động này. Nó cho chúng ta thấy rằng thử thách là cần thiết, rằng đó là con đường hẹp để đi đến đích. Không có thập giá thì không có sự sống lại, như thể sự đau đớn khi sinh con để mang lại sự sống cho một đức tin trưởng thành hơn. Anh chị em thân mến,
Làm thế nào để thực hiện bước này? Làm thế nào để vượt qua sự xung đột giữa lý tưởng và thực tế? Hãy làm giống như mẹ Maria, ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trước hết, Đức Maria ghi nhớ, gìn giữ, nghĩa là không từ chối. Mẹ không từ chối những gì xảy ra. Hãy ghi nhớ, gìn giữ tất cả trong lòng mình, tất cả những gì bạn đã thấy và đã nghe, những điều tốt đẹp như những gì Thiên Thần đã nói với mẹ và những gì các người chân chiên thuật lại. Nhưng cả những điều khó chấp nhận, sự nguy hiểm của việc mang thai trước khi thành hôn và giờ là sự chật hẹp hoang tàn của chuồng vật. Đây là những gì mẹ Maria đã làm. Mẹ không chọn lựa, nhưng ghi nhớ, đón nhận thực tế như nó là, không cố gắng giả vờ, hóa trang cho cuộc sống. Và sau đó là thái độ thứ hai, như mẹ Maria đã làm, suy gẫm. Động từ mà Tin Mừng sử dụng gợi lên sự đan xen giữa các sự việc. Đức Maria đối diện với kinh nghiệm khác nhau và tìm ra những sợi chỉ tiềm ẩn kết nối chúng lại. Trong lòng, trong cầu nguyện, mẹ đã hoàn thành hành động phi thường này, kết nối những điều đẹp lẫn những điều xấu, không để chúng tách biệt, nhưng hợp nhất chúng lại. Và đây là lý do Đức Mẹ Maria là mẹ của Tín Công giáo. Chúng ta có thể nói, đôi chút miễn cưỡng rằng, mẹ Maria là người Công giáo, bởi vì mẹ liên kết, không chia rẽ. Vì vậy, mẹ hiểu được đầy đủ ý nghĩa viễn cảnh của Thiên Chúa. Mẹ đã hiểu trong lòng rằng vinh quang của đấng tối cao biểu lộ ngang qua sự khiêm hạ. Mẹ đón nhận chương trình cứu độ mà để mang lại, Thiên Chúa đã phải đặt mình trong máng cỏ. Mẹ nhìn thấy hài nhi thánh mỏng giòn và yếu đuối và đón nhận sự đan xen kỳ diệu của Thiên Chúa giữa sự vĩ đại và sự nhỏ bé. Ánh nhìn bao gồm này, vượt qua những đối kháng, bằng cách ghi nhớ và suy gẫm là ánh mắt của những bà mẹ. Đó là cái nhìn của nhiều bà mẹ trước những tình huống của con cái mình. Đó là một cái nhìn cụ thể, không cho phép mình nản lòng, không bị tê liệt khi đối diện với các vấn đề, nhưng đặt chúng vào một chân trời rộng lớn hơn. Mẹ Maria đã làm như thế, đến tận đồi Canvê. Tôi nghĩ đến khuôn mặt của những bà mẹ chăm sóc đứa con bệnh tật hay khó khăn. Bao nhiêu tình yêu trong mắt họ, mà trong khi khóc, họ biết tìm ra lý do để hy vọng. Cái nhìn của họ là cái nhìn ý thức, không ảo tưởng, nhưng vượt lên trên những đau khổ và vấn đề, mang lại một góc nhìn rộng lớn hơn. Đó là sự quan tâm của tình yêu giúp tái sinh hy vọng. Đây là những gì các bà mẹ làm. Họ biết cách vượt qua những trở ngại và xung đột. Họ biết cách làm lan tỏa hòa bình. Do đó, họ có khả năng chuyển đổi nghịch cảnh thành cơ hội tái sinh và lớn lên. Họ làm điều đó vì họ biết cách ghi nhớ, gìn giữ. Họ biết cách giữ những sợi dây sự sống với nhau. Cần có những người có thể dệt nên những sợi dây hiệp thông, đối ngược lại với quá nhiều sợi kẽm gai của sự chia rẽ. Năm mới bắt đầu bằng dấu chỉ của mẹ. Cái nhìn mẫu tử là cách để tái sinh và lớn lên. Những người mẹ, những người phụ nữ nhìn thế giới không phải để khai thác nó mà là để sống. Nhìn bằng trái tim, họ cố gắng cùng nhau giữ những ước mơ và sự cụ thể, tránh bị trôi theo chủ nghĩa thực dụng vô vị và trừu tượng. Giáo hội là người mẹ và là một người mẹ như thế, và trong khi các bà mẹ trao ban sự sống và những người phụ nữ bảo vệ thế giới, thì chúng ta hãy làm tất cả để thăng tiến các bà mẹ và bảo vệ phụ nữ. Bao nhiêu bạo lực đối với phụ nữ đang diễn ra? Quá đủ rồi, làm tổn thương một người phụ nữ là xúc phạm đến Thiên Chúa, đấng đã mang lấy nhân tính từ một phụ nữ. Vào đầu năm mới, chúng ta hãy đặt mình dưới sự che chở của người phụ nữ này, mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của chúng ta. Xin mẹ giúp chúng ta ghi nhớ và suy gẫm về mọi sự, không sợ thử thách, với niềm vui chắc chắn rằng Chúa là đấng thành tín và biết cách biến các thập giá thành sự sống lại. Hôm nay, chúng ta cũng hãy cầu khẩn mẹ như dân Chúa ở Ê-phê-sô đã làm bằng cách lặp lại 3 lần danh hiệu mẹ Thiên Chúa. Lạy mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Thiên Chúa, lạy mẹ Thiên Chúa. Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Vào trưa thứ Bảy ngày 1 tháng 1 năm 2022, tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha có buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn với các tín hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu dừng lại chiêm ngắm hang đá. Nơi đó có Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi Giêsu. Đặc biệt, hôm nay chúng ta chiêm ngắm Đức Maria qua hành động mẹ ôm Chúa trong vòng tay và đặt người trong máng cỏ,
chúng ta thấy mình được mời gọi cộng tác với Chúa để xây dựng hòa bình trong cuộc sống chúng ta và trong thế giới này. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buon anno. Iniziamo il nuovo anno affidandolo a Maria, madre di Dio. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúc mừng năm mới. Chúng ta bắt đầu năm mới bằng việc phó thác cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Bài tin mừng của phụng vụ hôm nay nói về mẹ. Một lần nữa nhắc chúng ta về sự kỳ diệu nơi hang đá. Những người tranh cử không lưỡng lự, nhưng đi đến hang đá ngay lúc ấy. Và họ thấy gì? Theo bài tin mừng, họ đã thấy Đức Maria, Thánh Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Chúng ta hãy dừng lại ở khung cảnh này và tưởng tượng Đức Maria như một người mẹ dịu dàng và ân cần, vừa đặt Chúa Giêsu vào máng cỏ. Trong hành động đặt xuống ấy, chúng ta có thể thấy một món quà được trao cho chúng ta. Đức mẹ không giữ người con cho riêng mình, nhưng trao người cho chúng ta. Mẹ không chỉ ôm người trong vòng tay của mình, mà còn đặt người xuống để mời gọi chúng ta chiêm ngắm, chào đón và tôn thờ người. Đây là tình mẫu tử của Đức Maria, người con mà mẹ sinh ra và mẹ trao tặng người con ấy cho tất cả chúng ta. Mẹ luôn luôn trao tặng người con, hướng đến người con, không bao giờ giữ con làm của riêng. Không, và cứ như vậy trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Khung cảnh này được đặt trước mắt chúng ta, không nói một lời nào, nhưng nó mang lại cho chúng ta một thông điệp tuyệt vời. Đó là Thiên Chúa ở gần và nằm trong tầm tay của chúng ta. Người không đến trong uy quyền khiến người ta sợ hãi, nhưng người đến trong sự yếu ớt, mà ở đó người ta cầu xin sự yêu thương. Người không phán xét chúng ta từ ngai tòa cao, nhưng muốn nhìn chúng ta từ nền đất thấp, như người anh em, thực sự như một người con. Người sinh ra nhỏ bé và thiếu thốn, bởi vì để không còn ai xấu hổ về bản thân mình nữa. Chỉ khi chúng ta trải qua sự yếu đuối và mong manh, thì chúng ta mới có thể cảm thấy Thiên Chúa gần gũi hơn. Bởi vì người tỏ cho chúng ta như vậy, yếu đuối và mong manh. Đây là Thiên Chúa trong thân phận trẻ thơ, được sinh ra để không loại trừ bất kỳ ai, để làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em. Giờ đây, năm mới bắt đầu với Thiên Chúa đứng trong vòng tay của mẹ người và được đặt nằm trong máng cỏ, khuyến khích chúng ta bằng sự dịu dàng. Chúng ta cần sự khích lệ này. Chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ bất định và khó khăn do đại dịch. Nhiều người lo sợ về tương lai và bị chất lên vai gánh nặng từ các hoàn cảnh xã hội, các vấn đề cá nhân, những nguy cơ đến từ cuộc khủng hoảng sinh thái, những bất công và mất cân bằng kinh tế toàn cầu. Nhìn mẹ Maria bồng ấm con trong vòng tay, tôi nghĩ đến những người mẹ trẻ cùng các con cái của họ chạy trốn khỏi chiến tranh và nạn đói, hoặc chờ đợi trong các trại tị nạn. Rất nhiều. Và khi chiêm ngưỡng mẹ Maria đặt Chúa Giêsu trong máng cỏ, để người sẵn sàng cho tất cả mọi người, thì chúng ta hãy nhớ rằng thế giới sẽ thay đổi và cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện chỉ nếu chúng ta sẵn sàng cho người khác và không cần đợi họ bắt đầu. Nếu chúng ta trở thành những nghệ nhân của tình huynh đệ, thì chúng ta sẽ có thể vẽ lại những mối dây liên kết thế giới vốn bị chia cắt bởi chiến tranh và bạo lực. Ngày Thế giới Hòa bình được tổ chức vào ngày hôm nay. Hòa bình vừa là món quà từ trên cao, vừa là kết quả của sự dấn thân chia sẻ. Món quà từ trên cao, nó phải được khẩn cầu với Chúa Giêsu, bởi vì tự mình, chúng ta không thể giữ nó được. Chúng ta thực sự có thể xây dựng hòa bình chỉ khi chúng ta có bình an trong tim mình, chỉ khi chúng ta đón nhận nó từ Hoàng tử Hòa bình. Nhưng hòa bình cũng là dấn thân của chúng ta, nó đòi hỏi chúng ta thực hiện bước đầu tiên, nó đòi hỏi những cử chỉ cụ thể. Nó được xây dựng cùng với những gì ít được chú ý nhất, với sự thăng tiến công bình, với lòng dũng cảm tha thứ, vốn là thứ dập tắt ngọn lửa hận thù. Và nó cũng cần một cái nhìn tích cực, rằng trong giáo hội cũng như trong xã hội, chúng ta luôn luôn nhìn thấy không chỉ có cái xấu chia rẽ chúng ta, mà còn nhìn thấy cái tốt có thể gắn kết chúng ta. Chúng ta đừng nản lòng và phàn nàn, nhưng hãy xắn tay áo xây dựng hòa bình. Lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, trong thời khắc khởi đầu của năm mới này, xin gìn giữ sự hòa hợp trong tâm hồn chúng con và cho toàn thế giới. Kính mời quý vị cùng đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Angelus Dominus Avit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
et ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, nhân dịp đầu năm mới, tôi cầu chúc mọi người bình an. Bình an là sự thu gọn của mọi điều tốt lành. Chúc bình an. Tôi xin chân thành cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella về những lời chúc mừng và tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ông và cho người dân Ý. Hôm nay là ngày Thế giới Hòa bình được Thánh Phaolô VI khởi sự vào năm 1968. Trong thông điệp này, tôi nhấn mạnh rằng hòa bình được xây dựng bằng sự đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và việc làm. Không có ba yếu tố này thì nó sẽ thiếu nền tảng. Tôi xin chào những người tham gia sự kiện Hòa bình khắp trái đất do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma và ở nhiều nơi trên thế giới với sự cộng tác của các giáo phận và giáo xứ. Cảm ơn sự hiện diện và sự dấn thân của các anh chị em. Chúng ta hãy về nhà và suy nghĩ về hòa bình, hòa bình, hòa bình. Chúng ta cần hòa bình. Chúc mừng năm mới tất cả anh chị em. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Chuyện ngắn Bức ảnh gia đình của tác giả Anna Trần Vũ Khánh Ly, trích trong tập truyện ngắn Nắng mùa đông. Người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Sài Gòn những ngày giáp Tết, tất bật và nhộn nhịp. Không khí se lạnh làm dịu bớt cái nóng oi bức đã làm nên thương hiệu của mảnh đất này. Các cửa hàng đua nhau khuyến mãi. Ngoài hè phố, các chậu hoa xuân được bày bán. Siêu thị bắt đầu bán hàng Tết. Và đâu đó có những nhà đã trưng những chậu sương mai. Dường như mọi người đang vội làm những công việc cuối năm để ăn Tết ngon hơn. Những cô cậu sinh viên thì cố gắng hoàn thành bài vở cuối kỳ để sớm về với gia đình. Đang ngồi trên xe buýt, Hân mơ màng nhớ về những cái Tết trước. Nhớ vẻ mặt vui mừng của ba mẹ khi thấy Hân xuống xe. Nhớ tâm trạng nôn nao khi chờ anh hai vẫn chưa về. Hân nhớ lúc đi chợ Tết với mẹ. Nhớ lúc cùng ngoại gói bánh chưng, cùng hai canh nồi bánh, nhớ cả việc cùng ba dọn dẹp nhà cửa. Chợt, Hân khẽ mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cả nhà quay quần bên bữa cơm tất niên và cùng đón giao thừa. Khoảnh khắc cả gia đình cùng trong thánh đường, cùng thinh lặng lắng nghe tiếng chuông giao thừa, đối với Hân thiêng liêng biết nhường nào. Mồng một Tết, sau khi đi lễ về, cả nhà chia sẻ nhau nghe lọc lời Chúa. Hai anh em mừng tuổi ba mẹ được nhận lì xì, cùng đi chúc xuân ông bà, đi tảo mộ, ai cũng nói cười cười. Cái khung cảnh ấy đẹp vô cùng, đó cũng là lý do Hân lại lẩm nhẩm câu hát. Ngày đầu xuân bao người đi xa, cũng về với gia đình, cũng về với ân tình,
ngất ngây với nguồn yêu mến mỗi khi nhắc đến gia đình và Tết. Đối với Hân, gia đình là tất cả, là chỗ dựa vững chắc, giúp Hân vượt qua mọi thứ và sải cánh bay xa với những ước mơ. Hân thầm tạ ơn Chúa đã gửi Hân đến một gia đình thật hoàn mỹ, không phải chật vật lo cái ăn cái mặc, đã thế lại luôn đầm ấm và đầy ắp tiếng cười. Nghĩ đến đây thôi là Hân muốn đến Tết thật nhanh. Hân mở điện thoại lên, nhưng chiếc điện thoại chập chờn như muốn phá hủy hồi ức đẹp đẽ mà Hân đang nhớ về. Hân phải khởi động lại nhiều lần thì điện thoại mới sử dụng được. Chính vì vậy mà Hân được xem nhiều hơn hình nền điện thoại là bức ảnh gia đình đầy đủ thành viên được chụp khi Hân học lớp 12. Hân cười mãn nguyện, cười vì thấy ba mẹ hạnh phúc, cười vì thấy dáng vẻ ngô ngố của anh hai cách đây mấy năm. Nhất định Tết này, mình sẽ chụp tấm mới, phóng to và treo ở phòng khách, sẽ đẹp lắm đấy. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Hân là của anh hai. Khi nào Út thi xong? Dạ gần xong rồi hai, Tết này em về sớm thích quá. Anh đột nhiên im lặng khi Hân nói đến về nhà. Trước giờ, Hân và anh mỗi khi nói chuyện là quen trời đất. Hân nhận thấy vẻ khác lạ của anh hai nên nhân nhậu hỏi lại. Hai còn nghe chứ? Hai nghe. Có chuyện gì vậy hai? Không có gì đâu em. À Hân này, anh có quà cho em đó. À, là máy ảnh chứ gì? Sao em biết? Mà cái này chụp hình hơi bị được đấy. Thích thế, hai của em là nhất trên đời. Điều bộ thích thú của Hân bây giờ trái ngược với hai tuần trước đây, khi Hân này nỉ anh mua cho bằng được máy ảnh, kể cả khi điều Hân cần hơn bây giờ là chiếc điện thoại. Hân phụng phịu như con nít, làm anh hai dù muốn hay không cũng cố gắng đáp ứng ngay lập tức nếu như muốn yên thần. Hân vui lắm, vui không phải vì có máy ảnh mới, nhưng vui vì anh đã giúp Hân thực hiện ước nguyện về những bức ảnh gia đình. Hân thích thú, yeah một tiếng, mà quên rằng mình đang trên xe buýt. Ai cũng quay lại nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, giống như Hân là người ngoài hành tinh mới đến trái đất vậy. Hân là vậy đó, lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, và một khi muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Cái tính ấy càng lớn không bớt đi chút nào, mà lại được vun đắp thêm, cho dù đã là cô sinh viên sắp ra trường. Con bé lúc nào cũng được cưng chiều và xem như công chúa, mà đặc biệt là với anh hai, người thương yêu Hân nhất thì không lấy gì làm lạ. Nhưng bù lại, cái dáng vẻ lanh lẹ, cái miệng lúc nào cũng liếm thoáng và tính tình trẻ con dễ mến cũng đủ lấp liếm đi mọi tật xấu của Hân. Hân đang cùng mẹ đi chợ Tết ở quê nhà, cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như lúc tưởng tượng. Nhưng hình như trong gia đình, ai cũng ít nói hẳn, ngoài Hân. Hân vội nghĩ đến sự im lặng của anh hai lúc nói chuyện điện thoại. Giờ kinh gia đình cũng thưa dần, và cả những bữa cơm cũng bớt đi tiếng cười nói. Hình như có gì đó bất thường. Nhưng sự vô tư cùng với không khí nhộn nhịp đã át đi mọi suy nghĩ của Hân. Tất cả lại đau vào đấy như không có gì xảy ra. Hân lấy chiếc máy ảnh ra chụp lại những hình ảnh được cho là thân thương nhất. Hân rất thích chụp ảnh. Chính vì vậy, trong túi của Hân lúc nào cũng có máy ảnh trong trạng thái đầy pin, như vật bất ly thân vậy. Có thể những bức ảnh không là đẹp nhất, nhưng lại toát lên sự bình dị và hạnh phúc trong từng khoảnh khắc mà Hân ghi lại. Anh hai biết điều này
nên luôn ủng hộ và không ngại chi một khoản kha khá để mua cho Hân. Anh hai muốn thấy nụ cười mãn nguyện của Hân khi chụp được một bức ảnh mà theo Hân là rất đẹp. Ba mẹ tính như thế nào về chuyện chia tay? Mẹ cũng chưa biết nữa. Mẹ chỉ biết giấu Hân. Khi nào thích hợp, mẹ sẽ lựa lời nói với em. Con bé sẽ hiểu thôi. Không biết ba mẹ có nghĩ đến cảm giác của anh em con không nữa? Hân đứng bên ngoài nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của mẹ và hai. Hân như chết lặng, tai ù đi. Hân không thể tin vào điều vừa nghe. Hân trở về phòng, ngồi sụp xuống. Hân muốn khóc, nhưng không tài nào khóc được. Hân cứ lăn qua trở lại trên chiếc giường, cố nhắm mắt ngủ như để khẳng định tất cả chỉ là ác mộng. Hân chỉ muốn trốn chạy sự thật. Làm sao mà Hân tin được gia đình hạnh phúc mà Hân luôn tự hào lại thế này? Hân không thể hiểu vì sao ba mẹ muốn chia tay. Vì không hợp nhau như mẹ nói lúc nãy. Tại ba có người khác. Hay tại ba mẹ hết thương anh em Hân rồi. Làm sao Hân tin được mọi việc xảy ra, trong khi ai cũng biết, nhưng lại muốn giấu Hân. Chẳng lẽ vì Hân là con bé không hiểu chuyện? Hay tại Hân là con ngốc? Ngốc mới không biết chuyện gì cả. Hân lớn rồi, dù gì cũng là cô sinh viên, Hân cũng có quyền được biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà chứ. Nghĩ đến đây thôi, Hân chịu không nổi. Hân bắt đầu khóc, nhưng lại không ra tiếng. Cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ, khó chịu biết nhường nào. Sáng hôm sau, Hân thức dậy, vẫn mang suy nghĩ những chuyện nghe được tối qua. Chỉ là cơn ác mộng, hay là một sự nhầm lẫn mà thôi. Hân làm như chưa xảy ra chuyện gì, cố gắng tươi cười nói chuyện như thường ngày. Những ngày sau đó vẫn thế. Tuy vậy, Hân ăn ít hơn, nói ít hơn và ở trong phòng nhiều hơn. Vì Hân sợ phải đối diện với sự thật. Cứ như thế thì sao Hân có thể qua mắt được mẹ chứ? Con sao vậy? Có chuyện gì à? Con không sao. Hân cứ lắc đầu, nhưng trong tâm thức lại muốn nói là con có sao rồi đó. Cái lắc đầu của Hân làm mẹ thêm lo lắng. Có chuyện gì nói mẹ nghe đi. Sao con không trả lời? Sao con lại để mắt sưng húp thế kia? Mẹ phiền quá đi, con đã bảo là không sao rồi mà. Những câu hỏi dồn dập làm Hân khó chịu. Sao con lại thế? Đừng thấy mẹ chiều rồi quá đáng đó, con hư mẹ đánh đấy. Mẹ không có tư cách nói thế với con. Bóp! Đôi tay anh hai rung lên trong tiếng hét giận dữ vì sự sắc sược của cô em. Hân nhận một cái tát như trời giáng. Hân điếng người. Người đánh Hân lúc này là anh hai, người Hân luôn tin tưởng nhất, ngỡ là yêu thương nhất, người Hân muốn tâm sự nhất. Rõ ràng là đau đấy, nhưng nơi đau nhất không phải là ở cái má vừa bị tát, mà là nơi lệch hẳn bên dưới chừng hơn một gang tay. Đó là trái tim. Hân cảm thấy mất đi thứ gì đó. Chuyện của ba mẹ chưa rõ đầu đuôi, bây giờ cả anh hai cũng thế. Hân chạy về phòng, khóa trái cửa và òa khóc. Mùng một Tết, mọi thứ vẫn như mọi năm, nhưng không đem lại cho Hân một cảm xúc nào. Hân vẫn chạy trốn bằng cách nhốt mình trong phòng và ngủ, điều mà Hân cho là vô vị.
lại chính là liều thuốc an thần hữu hiệu trong lúc này. Hân sợ phải đối mặt với ba mẹ, đối mặt với sự thật. Đang lim dim, Hân nghe dưới lầu có tiếng cãi nhau. Lần đầu tiên Hân chứng kiến ba mẹ lớn tiếng như vậy. Hân cố lấy bàn tay bé nhỏ của mình bịt tai lại, để không nghe những âm thanh to lớn đáng sợ kia. Mắt Hân cay cay. Bỗng một tiếng xoảng vang lên. Hân vùng dậy, chạy thật nhanh xuống. Trước mặt Hân là những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe và bức ảnh treo tường giống với hình nền điện thoại của Hân, không còn nguyên vẹn nữa. Hân vẫn chưa kịp thực hiện ước nguyện về bức ảnh mới của gia đình. Vậy mà... Không suy nghĩ, Hân cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của bức ảnh mà Hân xem như báu vật. Ba mẹ mặc kệ sự có mặt của Hân, tiếp tục đầy nghiến nhau. Đúng lúc anh hai về, chứng kiến cô em của mình tay bị những mảnh thủy tinh làm cho ứa máu, vẫn cố nhặt lại. Không thể nhịn được nữa, hai quay về phía ba mẹ. Ba mẹ có thôi đi không? Lúc này, Hân không còn đủ sức để khóc nữa. Mặt Hân tái nhợt và ngất đi trong vòng tay anh hai. Ba mẹ và anh đưa Hân vào bệnh viện. Bác sĩ bảo Hân đang bị stress nặng và có xu hướng trầm cảm. Cô bé đã dùng khá nhiều thuốc giảm đau đầu, cùng với việc ăn uống bất thường trong một khoảng thời gian. Ba mẹ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dường như anh hai, ngỡ như vô tâm, lại biết tất cả. Một người xem gia đình là tất cả như Hân, nên việc xảy đến thế này thì người làm anh cũng không khó để hiểu. Thế là Hân được ăn Tết trong bệnh viện. Ba mẹ và anh hai thay phiên nhau túc trực bên Hân. Nhìn cô bé thật đáng thương, cứ như người mất hồn vậy, chẳng nói năng gì. Hân quên cả vết thương ở tay vì sao mà có. Sao hai không hỏi gì? Hai cũng muốn biết vì sao em lại như vậy mà. Em của anh không phải là đứa giỏi chịu đựng, nên sớm nói ra thôi. Mà ai ngoài anh chịu nghe em nói chứ? Vẫn là hai hiểu em nhất. Vậy sao hai còn đánh em? Em ghét hai. Anh xin lỗi, nhưng hôm đó rõ ràng là em sai. Ba mẹ có không đúng đi nữa thì vẫn là ba mẹ. Phận làm con không cho phép em làm như vậy. Mà hai ơi, tại sao người lớn lại ích kỷ như vậy? Yêu nhau, chung sống với nhau ngần ấy thời gian, mà lại lấy lý do không hợp để chia tay. Chẳng phải họ đã sống một thời sống chết có nhau, nhưng với lý do đó thì rõ ràng đã phủ nhận hết tình cảm trước kia, phủ nhận hết những cố gắng và phủ nhận cả anh và em sao? Ngốc này, đúng là chỉ có em mới có những suy nghĩ thiên tài như vậy. Anh khẽ xoa đầu Hân, lau những giọt nước mắt giàn giụa trên má. Anh hiểu những gì mà cô bé tự cho mình là người lớn đang phải chịu đựng. Cô sinh viên này còn quá non nớt để hiểu những gì đang xảy ra. Luôn sống trong sự bao bọc của ba mẹ và anh trai, thì làm sao cô bé có cơ hội để bươn chải và đủ chín chắn để suy nghĩ về mọi việc được. Hai này, sao hai giỏi vậy? Trải qua nhiều chuyện mà hai vẫn có thể bình tĩnh được. Thật ra anh không vĩ đại như em nghĩ đâu. Chỉ là những lúc đau khổ nhất, anh phó thác hết cho Chúa và nghĩ rằng đây là một hồng ân Chúa ban và chúng ta phải vui vẻ tiếp nhận. Làm sao có thể được? Khó chấp nhận lắm hai ơi. Đúng vậy, lúc đầu cảm thấy khó, nhưng nếu em làm được thì đó như là một sức mạnh giúp em vượt qua mọi thứ.
Em hãy tự nhủ là Chúa thương ta biết bao, Người sẽ không để chúng ta phải bất hạnh đâu. Em làm vậy được chứ anh? Đang lúc chuẩn bị thức ăn để vào bệnh viện, ba mẹ nhận được một túi giấy của tiệm chụp hình gửi đến. Hân đã đưa rửa những bức hình này, nhưng nửa tháng nay không thấy đến lấy. Đó là lý do vì sao túi này đang ở trên tay ba mẹ Hân. Trong túi có rất nhiều ảnh, chủ yếu là ảnh gia đình, nhưng cũng không thể gọi vậy được, vì tất cả đều không có Hân. Ba mẹ xem tất cả. Đó là bức ảnh ba mẹ và anh lúc đọc kinh gia đình, khi ăn cơm hay ngồi tán gẫu ở phòng khách. Là ảnh ba đang sửa máy bơm nước, bóng điện, và cả lúc ba ngủ quên khi xem tivi. Là ảnh mẹ đang nấu ăn, đang giặt đồ. Là ảnh chụp sau lưng mẹ khi đi chợ. Là ảnh anh hai đang say sưa chơi game lúc làm việc, và cả lúc cau mày vì độ khó chịu của Hân. Tất cả những sinh hoạt hàng ngày đều được Hân lén chụp lại. Bất ngờ hơn là có cả những bức ảnh cách đây đã vài năm, nhưng vẫn được Hân giữ lại. Khi xem xong số ảnh đó, ba mẹ có thể vẽ được khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của Hân. Cả hai như vỡ lẽ, nhìn nhau trong im lặng. Vài ngày sau, Hân xuất viện. Trên đường về, anh hai thông báo với ba mẹ là anh và Hân sẽ vô lại thành phố sớm, mặc dù chưa hết lịch nghỉ Tết. Ba mẹ dù không muốn cũng đành tôn trọng quyết định của con, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Về đến nhà, Hân sững sờ vì thấy bức ảnh gia đình thật đẹp thay thế cho bức ảnh cũ đã vỡ hôm trước. Ba mẹ đặt vào tay Hân một tập ảnh dày cộm. Đó là tất cả những bức ảnh mà Hân đã chụp rồi rửa ra, và đương nhiên là không có Hân. Cô bé cẩn thận xem từng bức một. Khuôn mặt cô bé lúc này đúng như những gì mà ba mẹ đã vẽ ra. Hân bất ngờ hơn khi thấy sự xuất hiện của mình ở cuối tập ảnh. Đó là bức ảnh cả bốn người chụp lại cách đây không lâu, lúc Hân đang ngủ trong bệnh viện. Có cả một bức ảnh Hân đang cười, nụ cười rất đẹp, và tác giả không ai khác chính là anh hai. Hân ôm chầm lấy ba mẹ. Là con sai rồi, ba mẹ đừng bỏ con nhé. Ba mẹ sao có thể bỏ con được? Ba mẹ thật ích kỷ, không nghĩ đến cảm giác của hai con. Ba mẹ xin lỗi các con nhiều lắm. Bốn người họ ôm chặt lấy nhau, vừa khóc, vừa cười. Thời khắc này thật là đẹp. Và tôi, là người chứng kiến toàn bộ mọi việc của gia đình Hân, đã ghi lại bức ảnh này. Là bức ảnh gia đình đẹp nhất. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.